tượng đầu tiên khi mà chị tới với trò chơi này thì cũng rất là lo lắng, tại vì nghĩ là tại vì khi mà mình xem những cái tập trước thì mình thấy là hỏi rất là nhiều câu hỏi, kiểu như là rất là nhiều những cái lĩnh vực khác nhau, và mình thì là con người mà mình không thể nào mình biết được hết tất cả các lĩnh vực được, có sẽ có những cái mình không biết và Duy rất là sợ là mình sẽ thua, và Duy nghĩ là chắc là mình sẽ thua. Một năm qua là thật sự một năm rất là đáng nhớ đối với Duy, một năm mà Duy có những cái quyết định nè, những cái hướng đi nó thay đổi rất là nhiều. Tự nhiên trong một năm qua nó có rất là nhiều thứ đối với Duy, hạnh phúc cũng có, vui vẻ cũng có, buồn cũng có, thử thách cũng có, khó khăn cũng có, tất cả mọi thứ nó đều dồn vô trong cái năm 2020 vậy đó. Nhưng mà Duy cảm thấy là nhờ như vậy mà Duy lớn hơn rất là nhiều, Duy trưởng thành hơn rất là nhiều và Duy học được rất là nhiều kinh nghiệm. Thứ nhất là khi mà mình vui thì đừng có vui quá, và hoặc là gặp một cái chuyện gì buồn mình cũng đừng có buồn quá, bởi vì cuộc sống mà nó sẽ có lúc lên lúc xuống, mình chỉ còn vững tin là mọi thứ nó sẽ ổn thôi. Giống như là năm rồi thì mọi người cũng như Duy thôi, Duy nghĩ là ai cũng đã kiên cường, gọi là trải qua một cái khoảng thời gian mà dịch bệnh cũng khá là căng thẳng, nhưng mà mọi người đã đi được tới ngày hôm nay thì Duy nghĩ là chúng ta sẽ có đủ cái mạnh mẽ, nào cũng sẽ có đủ cái nghị lực để mà có thể tiếp tục bước tiếp vào năm mới. Ai cũng hỏi câu này hết, nhưng mà cho dù bây giờ Duy cũng muốn lấy chồng thì Covid cũng không có cho lấy. Bây giờ đâu có ai cho tụ tập gì đám đông người đâu, đúng không? Cho nên là thôi, khi nào đợi Covid xong đi được tính. Thường xót cái con Duy không nói trước được, tại vì nói trước bước cũng qua.